áo đồng phục không đơn giản chỉ là một chiếc áo thun gắn logo thương hiệu. Nó cần phải cho người mặc vẻ ngoài tự tin, cảm giác mặc thoải mái để đạt được hiệu quả làm việc cao nhất, cũng như là hình ảnh thương hiệu hoàn hảo nhất. Hãy cùng với Ngân Hà tìm hiểu xem một chiếc áo đồng phục chất lượng sẽ ra sao và có điểm gì đặc biệt nhé! Trên tay Ngân Hà là một chiếc áo của thương hiệu Kid Plaza, một trong những thương hiệu cung cấp sản phẩm cho mẹ và bé hàng đầu với 14 năm kinh nghiệm và hơn 155 cửa hàng trên toàn quốc. Vì đặc thù là phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, hình ảnh nhân viên của Kid Plaza chính là hình ảnh đại diện cho thương hiệu, vậy nên là yêu cầu về đồng phục của Kid Plaza cũng rất khắt khe. Để đáp ứng được những nhu cầu khắt khe đó thì đồng phục bốn mùa đã lên một thiết kế riêng, đồng thời là lựa chọn một chất liệu đặc biệt cho chiếc áo của Kid Plaza. Như các bạn có thể thấy là chiếc áo trên tay Ngân Hà đây được làm từ chất liệu Lacy Max với độ co giãn và thoáng mát cực kỳ tốt. Đồng thời thì chất liệu này cũng có khả năng là chống nhăn vượt trội, giúp cho người mặc luôn có được hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi. Màu sắc cổ áo, tay áo và phần thân áo thì được kết hợp rất hài hòa, mang đến vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế. Chi tiết xẻ tài nhỏ ở hai bên thân áo thì mang lại cho người mặc cảm giác thoải mái trong các hoạt động làm việc thường ngày. Các chi tiết logo nhỏ trên ngực trái áo và tên thương hiệu lớn ở phía sau lưng áo thì được thực hiện bằng công nghệ InPad tiên tiến, nổi bật thương hiệu và gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi khách hàng. Nếu thương hiệu của bạn cũng đang muốn sở hữu những chiếc áo đồng phục chất lượng cao như Ngân Hà đang mặc đây thì hãy đừng ngần ngại liên hệ tới số hotline 0969 228 488 để nhận được những tư vấn tận tình và báo giá chi tiết đến từ đồng phục 4 mùa nhé.